Tháng 12 năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa nghề thủ công truyền thống đá mỹ nghệ Ninh Vân, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xã Ninh Vân có 13 thôn đều làm nghề chế tác đá mỹ nghệ. Là nghề có từ lâu đời, trải qua thời gian và thăng trầm của lịch sử, nghề chế tác đá mỹ nghệ ở Ninh Vân đã kế thừa được những giá trị thăng hoa do cha ông để lại. Trên cơ sở đó, các thế hệ nối tiếp nhau không ngừng sáng tạo để khẳng định bản sắc của làng nghề truyền thống. Anh Quân đến với nghề làm đá mỹ nghệ ở Ninh Vân từ hàng chục năm trước. Theo anh, công việc này đòi hỏi người thợ phải có trình độ hội họa, khéo tay và lành nghề. Trên những phiến đá khô cứng, những đường nét hoa văn cứ dần hiện lên trên từng sản phẩm. Anh Quân và những người thợ ở đây đang ngày ngày làm nghề để gìn giữ những kỹ thuật làm đá của cha ông để lại. Làm đá là một nghề kỹ thuật và mỹ thuật. Những tác phẩm tạo ra không chỉ đẹp với những đường nét hoa văn uyển chuyển, sống động, mà còn chứa đựng tâm huyết của người nghệ nhân. Để tạo ra một cái sản phẩm đá đẹp thì nó đòi hỏi phải kết hợp được nhiều yếu tố, đó là có máy móc hiện đại và có những cái đôi bàn tay tài hoa của những người thợ. Tức là khi máy nó chỉ tham gia trong một cái công đoạn nhất định thôi, nhưng mà để cái sản phẩm nó đẹp thì vẫn đòi hỏi là cái người thợ phải có tay nghề cao. Theo anh Quân, với những người thợ giỏi, giàu kinh nghiệm, có thể đoán định độ dày, mỏng khác nhau của các tảng đá, căn cứ vào các mạch gân, mạch sâu hay các đường thứa đá, muốn chế tác một sản phẩm có kích cỡ nào thì phải chọn phiến đá có kích cỡ tương ứng hoặc ngược lại, giúp người thợ thuận tiện trong việc chế tác sản phẩm phù hợp. Từ một nghề truyền thống của gia đình, anh Quân đã cùng vợ xây dựng xưởng chế tác đá mỹ nghệ này. Đến nay, xưởng đá mỹ nghệ nhận được rất nhiều đơn hàng từ nhiều nơi, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình và hàng chục công nhân trong xưởng. Để nâng cao năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, anh Quân đã đưa nhiều máy móc công nghệ hiện đại vào các khâu chế tác đá, nhưng vẫn giữ được độ chính xác cao và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Máy móc này là đã giúp giảm nhân công, giảm sức lao động của người lao động và tăng năng suất lao động. Cũng là hàng ra thì rất tinh xảo và đẹp. Với nhiều năm trong nghề, anh Quân đã có nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của thị trường, anh Quân đã biết ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm của mình. Từ đó, nhiều khách hàng đã tìm đến các sản phẩm của anh. Qua YouTube và qua những cái trang mạng ấy, thì mình cũng tìm hiểu về đá mỹ nghệ anh Quân. Thì sản phẩm thì đá chất lượng đẹp và tay nghề thợ làm thì là toàn những người làm là tốt. Nên mình tin tưởng mình đến mình đặt hàng. Ví dụ những cái việc mà phát triển những cái kênh YouTube hay là kênh TikTok rồi ở trên cái nền tảng của Facebook thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái kênh truyền thông của mình, và ở trên những cái kênh truyền thông đó chúng tôi đã chia sẻ về những cái sản phẩm, về những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho khách hàng, để khi mà khách hàng có cái nhu cầu tìm hiểu về những cái sản phẩm đá mỹ nghệ thì khách hàng không phải về trực tiếp làng nghề nữa. Hiện nay những người thợ đá Ninh Vân đã tìm tòi sáng tạo nhiều kỹ thuật chạm khắc đá mới, không ngừng đổi mới sản phẩm vừa phù hợp với thị hiếu đương thời, vừa gắn với nhu cầu thị trường, lại vẫn thể hiện được sắc thái văn hóa dân tộc. Theo thống kê, giá trị sản xuất từ nghề đá hàng năm chiếm trên 80% tổng giá trị sản xuất của xã Ninh Vân. Điều này cho thấy vai trò to lớn của nghề đá mỹ nghệ đối với đời sống người dân địa phương, những người thổi hồn cho đá.